Bây giờ chúng ta hãy nói tới một cái thông tin mà rất nhiều bà con thú đó chính là liên quan tới Mark Cuban. À, thì Mark Cuban kêu gọi chúng ta nên có quy định liên quan tới DeFi, liên quan tới những đồng stablecoin sau khi mà cái đồng mà Mark Cuban đầu tư đó đã đi về con số 0. Thì tình hình như thế nào? Những cái chi tiết ra sao? Tôi cảm thấy được là có rất nhiều những cái bài báo viết về cái tài liệu này cũng như là nhiều người trên mạng cũng chia sẻ những cái thông tin nhưng mà phần lớn những thông tin nó cũng chung chung cho nên thường muốn làm một cái video chia sẻ với các bạn một số những chi tiết là chuyện gì thật sự đang xảy ra có phải đây là một cái sự lừa đảo hay là không hay là đây là một cái lỗi kỹ thuật gì đó chúng ta thấy được là tình hình đó là tối ngày thứ tư ngày 16 tây thì đồng Titan cái đồng mà Mark Cuban đầu tư đó đã về gần như là không đô la nên nó được là đây là lần đầu tiên thường cảm thấy một đồng về không đô la lẻ như vậy thì Mark Cuban là một cái tỷ phú mà nhiều bạn cũng đã biết là một tỷ phú rất nổi tiếng à, có mặt ở trên cái chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ cũng như là chủ của cái đội bóng rổ à, Dallas Mavericks và cũng là một người mà gần đây đó rất là nổi tiếng trong thị trường tiền kỹ thuật số à, rất là thích Bitcoin, thích Ethereum và rất là thích DeFi thì à, Mark Cuban gần đây đã bắt đầu đầu tư vào những cái đồng mà nhỏ hơn mà ít người biết đến thì Mark Cuban nói đó mình là một nạn nhân của hiện tượng rug pull. thì bây giờ đã kêu gọi là tại vì Mark Cuban bị thua lỗ cho nên kêu gọi quy định về DeFi để mà quản lý những đồng ổn định những đồng stable coin đó những đồng mà muốn giữ cái giá trị là một đô la trong một đồng thì trước hết đó, chúng ta nên hiểu cái lời cáo buộc của Mark Cuban đối với sự kiện này đó là rug pull thì để hiểu được đó rug pull là gì đây là một cái từ mà gần đây sử dụng rất nhiều thì rugpoll đó để hiểu đơn giản là một cái sự kiện lừa đảo khi mà những nhà phát triển crypto đó từ bóng dự án và chạy trốn với số tiền của nhà đầu tư Có nghĩa là họ mở một cái ứng dụng DeFi, họ kêu mọi người nạp tiền vào cái địa chỉ nào đó để có thể nhận được lại hàng tháng Sau đó thì họ lại bỏ cái dự án đó, lấy số tiền của nhà đầu tư rồi họ bỏ chạy, đó gọi là rugpoll Thì đó là cái lời cáo buộc của Mark Cuban trong cái sự kiện này thì chúng ta hãy nhìn vào chi tiết đi các bạn thấy được là khi mà các bạn nhìn vào đồng Titan hay là Iron Titanium Token ấy, ở trên Coin Market Cap đó đây là một phần của Iron Finance đồng Titan này là một đồng ở trong hệ thống của Iron Finance Iron Finance là một cái hệ thống DeFi một cái hệ thống tài chính phi tập trung ở trên mạng lưới của Polygon thì chúng ta thấy cái đồng Titan này đó đã trở về con số 0 tối ngày hôm qua khi mà thượng nhìn vào thì các bạn thấy được là giá của đồng này đã trở về là 0.00000828 coi như là 0 đô la từ cái mức nào từ cái mức mà các bạn thấy được là 50 mấy đô la chỉ trong vòng có một thời gian rất ngắn thôi là từ 50 mấy đô la đã trở về con số 0. Và chúng ta nhìn vào cái hệ thống của Ion Finance là cái hệ thống của Ion Finance thì đây là một cái hệ thống uh, phi tập trung để các bạn có thể you uh, farm cho các bạn có thể là sử dụng để mà gửi nhận thậm chí là cung cấp tính thanh khoản. Có thể nói là cũng có một cái phần tương tự như là những cái hệ thống DeFi lớn như là Uniswap. Các bạn có thể tham gia vào để mà nhận lãi, có thể cung cấp tính thanh khoản tại vì những cái hệ thống DeFi đó các bạn được là họ gọi là hệ thống phi tập trung tài chính tại vì sao tại vì đó những cái hệ thống mà tài chính tập trung thì đương nhiên đứng sau lưng là có hậu thuẫn có người cung cấp tính thanh khoản có những cái ngân hàng lớn cung cấp tính thanh khoản nhưng mà khi chúng ta nói tới những cái hệ thống DeFi đây là hệ thống phi tập trung thì những người sử dụng đó có thể là cung cấp tính thanh khoản để có thể là trade lẫn nhau chứ nếu không thì tính thanh khoản từ đâu mà ra thì chúng ta thấy được đó đây là một cái hệ thống phi tập trung có thể gửi có thể uh, chúng ta tham gia vào U form mình những lãi các bạn có thể trade ở trên cái mạng lưới này và chúng ta thấy được là trên màn hình đó bên trên này uh, họ không có để nữa nhưng mà đây là cái giá của đồng iron đồng Iron là một cái đồng mà có giá trị là một đô la là một đồng ổn định ở trên hệ thống này. Đồng ổn định là một cái khái niệm rất là quan trọng trong những cái hệ thống phi tập trung khi mà chúng ta nói tới tài chính phi tập trung và bên dưới này đó, các bạn thấy là cái đường màu xanh này mà một phát đi xuống còn không đô la, đó chính là cái giá của đồng Titan. Họ chỉ không còn để trên đây nữa thôi mà thôi. đi là cái mạng lưới của Polygon. Thì các bạn thấy được là ngay cả trên trang web chính ấy, họ để là lưu ý đừng có mua đồng Titan và đồng Ion thì uh, tại sao? Tại vì chúng ta sẽ nhìn vào một số những chi tiết thì gần uh, đây đó Mark Cuban rất là con thú về uh, thị trường DeFi và thậm chí ngày 13 tây cái tây chỉ 5 ngày thôi thì trên cái blog chính thức của Mark Cuban của tỷ phú này đó thì Mark Cuban cũng đã viết một bài rất là chi tiết liên quan tới cái sự hứng thú của Mark Cuban liên quan đến thị trường DeFi và trong bài viết này Mark Cuban cũng đã đề cập đến đồng Titan Các bạn được là đồng Titan đã được nói tới trong cái bài viết của Mark Cuban gần đây thì Mark Cuban nói là đầu tư vào hệ thống này là 75.000 thì Mark Cuban đó, rất rõ ràng trong bài viết này là không chỉ nói là mua đồng Titan mà nói là cung cấp tính thanh thoảng cho hệ thống của Titan Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn những hệ thống này đã cần người cung cấp tính thanh khoản và bây giờ đó người ta lại nhận được là Mark Cuban là một trong những người hiếm hoi cung cấp số lượng lớn tiền cho cái tính thanh khoản của hệ thống này và tại sao lại cung cấp tính thanh khoản tại vì muốn nhận được lợi nhuận thì cung cấp tính thanh khoản các bạn có thể nhận được là thứ nhất là thưởng đồng ở trên mạng lưới đó nếu có và thứ nhì là nhận được cái phí giao dịch thì bây giờ cái phần trăm lợi nhuận khi mà đầu tư đó thì Mark Cuban nói là khoảng 206% một năm thì có thể nhiều bạn nghe nói tới mà đầu tư mà lợi nhuận tới 206% một năm Thì cảm thấy là có gì đó không đúng, có gì đó như là lừa đảo Nhưng mà thật ra mà nói đối với những cái hệ thống DeFi đó Lợi nhuận như vậy cũng không có gì gọi là quá đặc biệt Chúng ta thấy là cách đây không có lâu, cách đây khoảng chừng là 9 tháng Khi mà DeFi đang nóng liên quan đến là Farm hiện thường cũng đã cùng với các bạn Tìm hiểu Farm trên mạng lưới của Yearn.Finance Và khi mà tham gia vào Yield Farming ở trên Yield Finance thì phần trăm thường tính được là khoảng 275% một năm. Đây là một cái phần trăm mà cũng thường thấy trên những cái mạng lưới Yield Farming. thì tại sao lại có cái phần trăm cao như vậy? Tại vì cái phần lớn các bạn nên hiểu là khi mà trả tiền lời đó hay là khi mà các bạn nhận được tiền thưởng đó là họ trả bằng đồng của họ. Giống như là trong trường hợp này đó họ sẽ trả bằng đồng. Titan thì đồng Titan nếu như mà giá tăng trưởng thì đương nhiên là cái phần dâm mà cái bạn lợi nhuận sẽ tăng lên nhưng mà ngược lại trong trường hợp này thì đáng tiếc cho Mark Cuban là đồng Titan đã xuống còn số không nghĩa là lợi nhuận của Mark Cuban đã không còn khi mà chúng ta thấy được cái tình trạng như thế này nhưng mà chúng ta thấy được đó là đối với những cái lời cáo buộc của Mark Cuban đây là một cái vụ lừa đảo thì Iron Finance đã đưa ra một cái bài viết chia sẻ chi tiết hơn về chuyện gì đã xảy ra và đương nhiên là chối bỏ bất cứ một cáo buộc gì liên quan tới đây là một cái vụ lừa đảo mà nói đây là một cái sự việc đáng tiếc xảy ra là một cái hiện tượng mà không lường trước được ở trong mạng lưới thì chi tiết như thế nào thì trước hết chúng ta cần phải hiểu như thằng đã chia sẻ đó là chúng ta nói tới hai đồng đồng thứ nhất đó là đồng iron đồng iron này là một cái đồng ổn định một cái giao thức đồng ổn định ở trên mạng lưới của iron finance cái đồng ổn định này đó là được đảm bảo bởi giá trị của đồng titan đồng titan là đồng đứng sau lưng để mà đảm bảo giá trị của đồng iron là một đồng là một đô la thì giống như những đồng ổn định khác đứng sau lưng phải là một cái loại tài sản một cái số tiền để mà ổn định giá trị đồng ổn định đó nhưng mà những cái đồng ổn định mà theo giao thức đó, giống như là đồng đai hay là đồng iron thì nó là một cái hệ thống hợp đồng thông minh có nghĩa là cái số lượng đồng ổn định sẽ dựa theo cái giá trị đồng thay thần ở trên thị trường nếu như mà giá trị đi xuống đó, thì họ sẽ điều chỉnh cái đồng iron lên hay xuống tùy theo là cái giá của Titan trên thị trường để đảm bảo được là một đồng iron là một đô la đây là cái cốt lõi của tình hình bây giờ các bạn thấy được là họ nói là ngày 16 tây tháng 6 cái tây hai ngày thì khoảng chừng là 10 giờ sáng theo giờ UTC đó thì họ nhận thấy một số cá voi bắt đầu loại bỏ thanh khoản ra khỏi đồng iron và USDC có nghĩa là họ rút cái tiền của mình ra khỏi cái cặp là đồng iron và USDC có nghĩa là rút tính thanh khoản để mà đổi đồng ổn định Iron trên mạng lưới của Iron Finance ra đồng USDC là một đồng ổn định tập trung mà có mặt ở nhiều sàn. Đây là cái cổng rời khỏi rất là quan trọng. Tại vì nếu như không các bạn lưu trữ đồng Iron thì các bạn có thể đem đi đâu. Đây là một điều rất là quan trọng. Và sau đó đó thì uh, họ thấy được là cái số cá voi này đó bán đồng Titan ra đồng Iron có nghĩa là bán cái đồng uh, mà hỗ trợ giá cả của đồng Iron, đồng Titan này đó ra đồng Iron bán cái đồng mà hỗ trợ giá ra cái đồng ổn định sau đó, đó thì lại đột ngột lấy hết cái số tiền Iron này đổi qua đồng USDC trực tiếp Khiến cho là giá cả giảm rất là mạnh Đương nhiên các bạn thấy được là có hai cái hiện tượng xảy ra Thứ nhất là khi mà cái số cá voi bán đồng Titan thì giá đi xuống rất là mạnh Sau đó họ lại đổi đồng Iron ra USDC Mà họ đã rút cái tính thanh thoảng rồi Thì đương nhiên là đồng Iron sẽ khó giữ được cái giá là 1 đô la cho đồng Iron Đồng Titan giá đi đi xuống Bây giờ tính thanh thoảng bị rút thì lại xảy ra cái sự bất cân bằng ở trên cái giao dịch này khiến cho cái giá đồng iron đi xuống theo luôn thì đồng titan đã giảm thời điểm đó nó từ 65 đô xuống còn 30 đô trong vòng 2 giờ mà thôi sau đó nó thì lại phục hồi lại trong vòng một giờ và lên lại 52 đô và đồng iron thì đã có thể điều chỉnh được dựa theo cái giao thức trên mạng lưới và giữ được cái giá là một đô la sau cái sự kiện này nhưng mà cái sự kiện nó không chấm dứt ở đây kế tiếp thì chuyện gì đã xảy ra kế tiếp nữa đó thì họ cũng không quan tâm nhiều, họ có nghĩa là cái đội của Iron Finance vì họ thấy là giá thức vận động như là đã design như là đã tạo ra cho nên giá cả đã ổn định lại một đồng Iron bây giờ đã là một đô la, tuy là giá thay thành giảm nhưng mà cái số lượng đồng Iron cũng được điều chỉnh và trên thực tế đó họ nói là đồng Iron đồng định này đó đã giảm giá ít nhất hàng chục lần trong toàn bộ lịch sử của nó, trong khi mà những đồng khác trên mạng lưới của Iron Finance như là đồng Steel và đồng Titan thì gặp sự cố đó khó khăn hơn nhiều các tuần trước đó cho nên họ cũng không quan tâm nhiều mọi người họ thấy là vẫn bình tĩnh và tin tưởng vào cái mã của iron này và họ cũng như vậy sau đó thì sao sau đó được thì các bạn thấy được là khoảng 3 giờ chiều thì lại có thêm một số cao voi xuất hiện và họ lại tiếp tục bán tiếp tục như vậy nữa họ bán titan ra iron sau đó bán iron ra usdc và thoát khỏi hệ thống này khiến cho lần này đó thì mọi người lại hoảng loạn và bán theo dẫn đến là họ nói đây là một cái hiện tượng gọi là Bank Run Bank Run có nghĩa là mọi người rút một lúc chứ không phải là rút thua khác nhau một chỗ đó là khi mà các bạn thấy được các bạn gửi tiền vào cho ngân hàng thì ngân hàng hiện bây giờ đó thì đương nhiên là họ không có giữ hết tiền của các bạn các bạn gửi một ngàn đô la đi thì đương nhiên ngân hàng chỉ giữ là một phần nhỏ mà thôi cái phần còn lại đó khoảng chừng là 900 đô thì họ đã cho vay rồi cho nên cái số tiền các bạn nghĩ là ngân hàng đang giữ nhưng mà trên thực tế ngân hàng không có giữ cái số tiền đó phần lớn đã được cho vay và cái bạn thấy được là nếu như mà ngân hàng sẽ giữ được một số nhỏ tiền người ta gửi vào mà đột ngột mọi người đều tới ngân hàng để một rút ra thì sẽ dẫn đến là ngân hàng sẽ bị sập hay gọi là bank run tại vì ngân hàng không có đủ tiền để mà giao lại hết cho mọi người tại vì cái số tiền lớn đã được cho vay rồi thì tình hình của Iron Finance cũng tương tự mọi người bây giờ đã đột ngột muốn rút ra đồng Iron UTC và thoát ra khỏi cái à, giao thức này cùng một lúc khiến cho giao thức không có đủ tiền dẫn đến là cái giao thức nó bị sập dẫn đến là giá đồng iron không có giữ được dẫn đến là quá nhiều người bán đồng titan thì bị họ hoảng loạn cho nên dẫn đến là đồng titan đi xuống và các bạn đều rồi đi xuống chỉ còn không đô la mà thôi từ 65 đô xuống còn không đô la trong thời gian cực kỳ ngắn và đồng iron đã mất cân bằng và không có giữ được cái giá một đô la nữa đây là cái hiện tượng gọi là bank run mọi người hoảng sợ rút cùng một lúc dẫn đến cái giao thức nó không xử lý được chứ không phải là rất poor có nghĩa là họ nói là đây là một sự kiện đáng tức xảy ra họ không nghĩ là cái sự kiện này có thể xảy ra nhưng mà đã xảy ra chứ không phải là họ lừa đảo ai hết đây là cái điều rất quan trọng mà được nói đến bởi giao thức Island Finance này thì trong cuộc phỏng vấn với lại Bloomberg đó, thì Mark Cuban cũng đã đứng chính lại Mark Cuban đã viết trong cuộc phỏng vấn này nói là đầu tư DeFi đó thì đối với Mark Cuban thì cũng như là đầu tư vào các công ty khởi nghiệp thì có thể là học hỏi được rất nhiều từ những cái thất thoát có thể rút ra được nhiều cái kinh nghiệm nhưng mà Mark Cuban cũng đang nhận đó là mình quá lười biếng mình không có tính toán kỹ dẫn đến thua đổi đợt này nhưng mà khi mà Mark Cuban gọi là cần phải có sự can thiệp của pháp lý liên quan đến các giao thức của stablecoin tại vì đó Mark Cuban nói là cái sự kiện này xảy ra tuy là một sự kiện mà đáng tiếc xảy ra nhưng mà lý do cái sự kiện này xảy ra đó chính là cái số lượng tiền vậy mà giữ để mà đảm bảo đồng stablecoin đó đảm bảo cái đồng ổn định trên mạng lưới của anh Finance thì họ chỉ có một phần để mà đảm bảo mà thôi khiến cho khi mà sự kiện mà mọi người tới rút đó dẫn đến là hệ thống này không đảm bảo được giá trị của đồng stablecoin iron của mình dẫn đến là mọi người hoảng loạn bán thay thình dẫn đến tới tình hình hiện bây giờ cho nên Mark Cuban thì kêu gọi là bất cứ một giao thức nào mà hoạt động trên DeFi và dùng cái giao thức để mà đảm bảo giá trị của đồng stablecoin của mình thì cần phải có sự can thiệp của pháp lý đương nhiên là nhiều người bây giờ đã chỉ trích Mark Cuban nói là khi mà một người bình thường như tụi mà các bạn đó thua lỗ thì không ai giải quyết nhưng mà khi mà một tỷ phú thua lỗ đó thì lại kêu gọi là pháp lý can thiệp cho nên điều này đó là không có hợp lý đó là điều mà nhiều người đã nói tới bây giờ tuy là cái sự can thiệp của Mark Cuban cái sự xuất hiện của Mark Cuban trong cái dự án này đó đã dẫn đến đây là một tin tức lan tỏa rất là nhanh nhưng mà trên thực tế đây là một thông tin rất là lớn tôi nghĩ là nếu như mà không có Mark Cuban À, thì cái sự kiện này cũng là một cái sự kiện rất lớn trong thị trường crypto Cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn cần phải nên hiểu rõ tại vì sao mà một cái dự án DeFi có thể trả các bạn cái lợi nhuận cao như vậy cao hơn là các bạn có thể là gửi vào những cái công ty tập trung như là các bạn gửi vào crypto.com hay là BlockFi hay là Celsius Tại vì những cái dự án này đó nó có cái nguy hiểm riêng của nó Đó là một cái điều các bạn cần nên hiểu khi mà các bạn tham gia vào những cái dự án phi tập trung cho nên khi mà tham gia các bạn cần phải thấy cái sự nguy hiểm khi mà các bạn tham gia vào một dự án mà cho các bạn lợi nhuận chỉ có 20% một năm hay là một dự án mà cho các bạn có lợi nhuận là 200% một năm đây là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn và đây là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và như thế nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông qua liên của Thuận Capital cho sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô khi mà đăng ký vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn AMT, sàn FTX sàn Binance US đây là một sự lựa chọn Chứ như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin hay là sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng Lending có lãi các bạn có thể nhận lại hàng tháng bằng cách là gửi tiền cược số và bây giờ bonus vẫn là 250 đô hay là crypto khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.